bằng ai chứ không ơi, nói chung là em tự làm em biết rồi, em cũng không có, nói chung là em cũng khô chưa nghĩ chân. Em chỉ học trong tâm mà em cúng lại hàng ngày, có lúc mà mằn nhà thì không có được cúng, tại vì bàn thờ mình giờ mình gửi chỗ này chỗ kia đó, mình niệm trong tâm thôi, ông bà mình chúng cũng thông cảm mà tha thứ. Cái đó là cái bất đắc dĩ mình sửa nhà sửa cửa. Chứ sư huynh em thấy sư huynh bị mù nhưng mà cái tâm thấy huynh đời rất là sáng luôn sư huynh. Sáng, nhưng mà cái thằng thái của sư huynh em thấy là nó cái kiểu rất là nhẹ nhàng, thấy nó rất là hay luôn, hay kỳ không có lý giải được cái phần này. Thì sư huynh cho em hỏi thêm cái này, thì cái trong cái khi mình trì chú đại bi thì cái chú đại bi nó có sự nhiệm màu như thế nào, sư huynh có thể mình kể ra một đoạn không? Cũng như trong cái chú đại bi một thời gian 33 tuổi là năm đó là em rất là khổ. Là nói chung là nó khổ mà nó xui đủ thứ, đụng cái gì đau bệnh nhức mỏi rồi đi té lên đụng sưng đầu bị xe quẹt. Cái mà nhờ một người bác á, là bác đó là bác Tư, là dạ bác Tư Tài, y sĩ trạm y tế này, bà mới đi lên trên trường Nguyễn Đình Chiểu á, bà mới thỉnh về cho em một cuốn kinh, bà nói con về con trì chú đại bi đi hay lắm con. Cái về cái mới lặt ra gờ chữ nổi không nghe, con người mù mà. Cái mò đọc, đọc hết bài luôn, đọc cho hết bài đó. Cái đầu mình nằm suy nghĩ bài này đúng là trong đây là có 84 vị Phật, trước đó mình đã nghe, nghe giải thích. Đúng là cái bài này bài chú đại bi rồi. Em mới giấy tên giấy họ mình trình với củ quyền ông bà trong nhà, rồi trình với ơn trên, rồi trình với là củ quyền thất tổ mình đó, rồi gian giấy mẹ quan thế mồ tát rồi Phật tổ Phật thầy. Rồi cho nếu mà con có căn duyên thì cho con học thuộc cái bài này để mà con để mà trì chú để mà cho con được tai qua nạn khỏi. Thì em học có ngàn đêm là em thuộc đó, em vừa đi làm gì nè em vừa học, tối về cái em để cuốn sách lên cuốn bụng em mò em học. Nó học ngàn đêm mà em thuộc rồi. Rồi cái em học cái em trì được, cái em thuộc, em đọc miệng được, em cúng lại được, cái từ đó sau tai nạn nó giảm. Năm 33 mà không nhờ cái này là em chết quay rồi đó. Xe nó chạy là nói là chút xíu nữa. Nhờ chú đi bi đó sư huynh. Dạ đúng rồi. Linh nghiệm. Nếu mà sư huynh đọc được cái bài đó thì hồi đó mình có đi học không sư huynh? Em có. Có đi học bên chữ người mù ha. Bên hội người mù. Trường khuyết tật An Giang. Nhưng mà huynh rất là sáng luôn á, chứ một người mù bẩm sinh, em đợi gọi là người mù bẩm sinh ha, thì sư huynh đọc được cái chú đại bi mà chữ nổi một lần một thôi là ta thuộc rồi đó sư. Đúng rồi, sáng. Cái đó sự một sự hữu duy, một sự giống như cái tâm của huynh rất là sáng. Thì trong cái bài chú đại bi đó thì sư huynh còn thêm thấy cái sự nhiệm màu nào về cái chú đại bi nữa sư huynh? Sư huynh có thể nói chung là chú đại bi này là dòm có 84 vị Phật. Là 84 vị Phật này là dẫn dắt con cháu đường đi cấp bước nếu mình tin. Cũng như anh uống thuốc nam thôi, nếu anh tin ông thầy nào hốt hay thì anh uống hết. Còn anh không tin thì anh uống hoài uống hết. Anh thở. Giờ anh uống thuốc nam của ông thở mà anh uống mà anh nghĩ cái ông thầy thuốc nam ở bên chắc cà đau hay là bên chợ mới gì bánh không thì sao hết. Thì chú đại bi này vậy, nếu anh tin là sẽ nhiệm màu, còn anh không tin nhiệm màu nó không có. Cái đó là em nói là nói mình nói vắn tắt. Thì cái sự nhiệm màu đó thì sư huynh như chứng kiến được, cũng như mình niệm lúc từ lúc niệm chú đại bi thì mình được giảm tiêu tai bệnh tật, rồi những cái chuyện xui rủi, những cái chuyện xui đến với mình thì sư huynh cảm nhận được. Rồi từ lúc đó là mình nguyện theo, mình đọc chú đại bi thường xuyên với nguyện của mẹ Quan Thế Âm. Nhưng mà nói thêm một cái nữa là chú đại bi này là không phân biệt đạo nào hết. Đạo nào cũng dẫn, ngoài trừ đạo là Tin Lành. Tin Lành là tao bên Thiên Chúa, thành ra tao không có đọc bên mình được. Còn câu đài Thứ Ân Hiếu Nghĩa là giáo hòa hảo là đạo Phật sao đó, đạo gì mình không có thuộc hết đạo. Nhưng mà nói chung là nếu mà đạo Phật là đạo, đọc được hết. Chúng mình có cái nhân duyên mình cứ đọc nguyện theo tin về cái phần là chú đại bi, thì cũng kỳ nghe rất là nhiều cô bác anh chị cũng người lớn tuổi cứ nói là chú đại bi rất là có sự nhiệm màu ở trong đó, họ giống như họ trải nghiệm được cái sự nhiệm màu về cái chú đại bi rất là nhiều. Chú đại bi này là dẫn dắt con người chúng ta tiêu tai bệnh tật. Chẳng hạn như tôi năm con, nếu như con người tôi mà không biết trì chú, không có đức, không có hạnh, sống nói chung là không có cái tâm, là con tôi chưa chắc nó nguyên dạng. Có thể là nó như tôi hoặc là tệ hơn tôi. Vậy là năm cháu con của anh là có bị cái gen di truyền không? Không bị gì hết. Bình thường cháu rất là sáng sủa, mà nói chung là nguyên dạng tay chân mắt mũi.
anh Thảo biết nè. Vậy là vợ vợ của anh là giống như có giống bị như anh hay là bình thường? Bà xã thì nói chung là người nguyên dạng, không có bị gì hết. Dạ. Chỉ có anh mình thôi. Cũng cái nhân viên ha ta. Nhân viên. Dạ, chứ không phải là một chuyện bình thường đâu. Nhưng mà em cũng xin nhắn nhủ thêm với một số anh em khuyết tật chung với hoàn cảnh của mình. Dạ. Nếu như anh em nào mà nghe được những lời nói của mình, hãy gắng đừng nghĩ về giặt chắc nữa. Dạ. Đừng hơn thua nữa. Mình đã không thấy đường, dù có hơn cách mấy cũng không bằng ai hết được. Đó là mình nói thẳng, không phải là hạ thấp bản thân. Dạ. Mình là người khuyết tật, người mù, phải an phận theo người mù. Đừng hơn thua với ai, tất cả trong gia đình hoặc là người ngoài. Là nói chung là ra xã hội là đều phải nhịn. Nhịn là không phải nhục, nhịn là nhẫn. Yeah. Chúng ta nhịn gắng cố gắng, dù có đi trúng đau cách mấy cũng gắng niệm 6 chữ Di Đà, để sau này kiếp sau mình có thể gửi gói được. Yeah. Là thêm được một cái ánh sáng, hoặc là sau đó thì tùy theo các bạn nghĩ. Yeah. Gần dù là nam hay nữ, hãy gắng cố gắng niệm Phật. Phật chỉ có Phật mới cứu được chúng ta. Ngoài ra không ai, dù thần thánh có cứu như thế nào cũng không bằng Đức Phật đâu. Yeah. Chỉ có Phật mới dẫn chúng ta đi được, còn không ai dẫn chúng ta đi đâu. Dù ông thần ông có mạnh cỡ nào, ông dẫn mình đi thì ông cũng phải bị mấy ông thần khác chặn lại. Giống như mình gán tu để mình giải được cái nghiệp nhân quả đời trước, hoặc là những cái kiếp trước mình không có biết được hay sao anh? Đúng giống rồi, như đại khái vậy. Nếu mà mình biết được thì đâu ai dám làm lại gây ra tội. Yeah. Nếu mà biết được thì đâu có ai mà tạo cái nghiệp làm gì. Mà nếu mà biết ngày mai tôi chết, chiều nay tôi quất ông luôn, ăn tôi với ông điên lượt cho nó vui. Yeah. Đâu ai biết được, phải biết là giết nhau hết rồi. Yeah. Tao chết lẽ mày sống lại mày là ông nội tao à? Yeah. Mày sống lại mày trên đây mày tung tăng thì đâu có được. Cho nên như vậy mình không biết là tốt nhất. Yeah. Đó là cho nên các bạn hãy gắng cố gắng, dù là nam hay nữ, dù anh chị lớn tuổi hay là cô bác anh chị mà đã là người khuyết tật, là người mù. Yeah. Thì hãy cố gắng lên niệm Phật, lên cúng lại hàng ngày, dù không được buổi chiều cũng buổi sáng, hãy gắng cố gắng niệm 6 chữ Di Đà. Chúng ta không cần thuộc kinh giảng, bây giờ chúng ta chỉ tu bằng cái con đường là tu tắc. Yeah. Chứ không còn tu hẳn nữa, tu hẳn không kịp đâu. Các bạn nên nhớ, các anh các chị các cô các chú, dù trong cái hội người mù khuyết tật, hãy gắng cố gắng. Yeah. Vượt qua cái kiếp nạn này, hãy gắng mà niệm Phật, kiếp sau mình đó là được làm người tròn nguyên dạng, để mà tạo thêm cái hữu phước nhân duyên để cho mọi người, giúp ích cho xã hội đó. Chứ bây giờ chúng ta không có giúp được gì đâu, mà người khác lại giúp cho chúng ta đó. Dạ. Các anh chị nguyên dạng thấy đường, từ đó là ở trong nước và ngoài nước, là đang là tìm cách để giúp những là người khuyết tật, là người mù của chúng ta. Chứ chúng ta chưa có giúp được gì cho các anh chị đó đâu. Cho nên bây giờ nếu như chúng ta muốn trả ơn cho các anh chị mà giúp đỡ cho bản thân mình, là làm gì? Gắng tu tắc niệm Phật đi. Yeah. 6 chữ Di Đà là chúng ta có cơ hội. Còn nếu như không thì các anh các chị sau này nói chung là các anh các chị ăn thì no, không ăn thì không no. Rồi khổ thì tự thân mình chịu. Hồn mình là có như thế nào thì cái hồn mình tự chịu. Nó tuy cái xác mất nhưng hồn chúng ta không mất, có đi lên hay là đi xuống là do nơi chúng ta đó. Yeah. Hiện giờ nếu chúng ta biết sửa, còn biết ăn năn hối cải thì còn kịp. Hãy gắng cố gắng lên các bạn và cô bác anh chị ơi. Em là Trần Văn Hoàng ở Lương Trài Chi Tôn, nói chung thì không bằng ai hết, nhưng mà chỉ khuyên được là các anh các chị là trong nhóm hội người mù. Yeah. Là người khuyết tật, hãy gắng cố gắng. Mình cũng xin hết chúc cho các anh chị, cô bác, cô chú và các bạn bè được một ngày an lành, vui tươi và hạnh phúc. Yeah. Thì cảm ơn sư huynh rất là nhiều, cũng đã chia sẻ một chút thông tin về những cái pháp môn rất là hay. Thì sư huynh đã trì chú nên cảm nhận được cái sự nhiệm màu đó. Thì cảm ơn các huynh rất là nhiều, thì giúp huynh được tinh tấn trên con đường tu học của mình, để được nhiều sức khỏe để yeah. Làm những cái giống như mình buôn bán được thuận lợi hơn. Dạ, cảm ơn sư huynh rất là nhiều. Dạ. Yeah. Nói chung em cũng chúng ra là em không có chịu quay, nhưng mà em là chịu cái là tại vì em còn một số bạn bè anh em cùng khuyết tật như mình. Dạ đúng rồi. Cho nên khuyên các anh chị cô chú bác đã nằm trong cái hoàn cảnh tật nguyền, hãy gắng cố gắng.
mình tinh tấn hơn mới được chú Huynh, chứ mình đang bị cái bờ bệnh, cái vấn đề không có thấy đường thì mình phải tinh tấn. Còn mà tiếp bước nữa. Dạ em xin phép nghe anh Thuận.